Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của Emric Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đổi tên Android ở trên điện thoại iPhone. Các bạn cũng có thể là làm được ở trên iPad luôn nhé. Rồi thì khi mà các bạn mua iPhone ấy, hay là cái chiếc iPhone của các bạn thì nó sẽ có cái tên Android mặc định. Thì để mà đổi được cái tên Android thì các bạn sẽ phần cài đặt nhé, của máy. Các bạn sẽ kéo xuống, chọn vào cho mình đến cái mục đó chính là cài đặt chung. Các bạn nhấp vào. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cho mình đến cái mục đó chính là giới thiệu. Bấm vào giới thiệu. Đó, thì cái phần tên này sẽ là cái tên mặc định của Android nhé. Còn cái tên kiểu máy này thì sẽ là tên chiếc điện thoại của iPhone của các bạn. Thì đây, khi mà các bạn muốn đổi tên thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục tên. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện lên là iPhone 2. Đó, thì cái này là tên mặc định của mình. Mình chưa bao giờ đổi cái tên luôn. Ở trên cái iPhone này thì mình sẽ ghi là các bạn có thể là đổi theo cái tên mà các bạn tùy ý các bạn thích nhé. Thì mình sẽ ghi là iPhone 12 phải Lưu Thuy. Đó, các bạn ở đây thì cái tên Android thì các bạn thích đặt như thế nào thì các bạn đặt nhé. Thì mình sẽ đặt là iPhone 12 Lưu Thuy. Rồi mình sẽ quay ra. Đó rồi thì bây giờ nó sẽ tự động đổi cho mình tên Android thành iPhone 12 nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó chính là thoát ra ngoài. Đó thì cái tên của mình đã được đổi rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chiếc máy khác để mà mình chuyển qua xem. Rồi mình sẽ vào cái mục ảnh nhé. Thì đầu tiên nếu mà các bạn muốn gửi ảnh qua bên cái điện thoại này thì mình sẽ phải bật Android của máy này lên đã. Rồi bật cái máy của iPhone 12 lên. Bấm vào mọi người. Rồi thì mình đã bật cái Android này lên nhé. Bật lên mọi người rồi. Rồi mình quay đây này. Vào phần ảnh. Rồi mình sẽ chọn vào một cái ảnh bất kỳ nữa nhé. Mình sẽ bấm vào chọn cái ảnh này. Các bạn có thể là chọn, các bạn có thể bấm vào chọn và chọn nhiều ảnh khác nhau nhé. Mình sẽ chọn ảnh này. Mình bấm vào cái nút share. Mình bấm vào iRoad. Rồi, đây thì cái iPhone 12 của Lưu Thuy mình vừa mới đổi tên là cái iPhone này. Mình sẽ bấm vào. Rồi nó đang chờ đây. iRoad của iPhone 3. Mình sẽ bấm vào chấp nhận này. Nó đang chờ xử lý. Đó. Rồi, mình đã đổi tên iRoad qua bên cái iPhone này nhé. Đổi thành iPhone 12 của Lưu Thuy. Đó. Rồi. Và trong video này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà đổi tên Android ở trên điện thoại nhé. Cái việc đổi tên Android này để mà khi ở những cái nơi đông người mà người khác dùng iPhone mà muốn gửi ảnh cho các bạn qua bên Android ấy thì sẽ không bị gửi nhầm nhé. Tại vì cái tên của các bạn đã đổi theo cái biệt danh của bạn rồi. Thì khi người ta muốn gửi đấy thì người ta chỉ chọn đúng vào cái tên của các bạn rồi tiến hành gửi thôi. Thì việc nhầm lẫn hầu như là không có nữa nhé. Rồi. Và trong video này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà đổi tên Android ở trên iPhone và iPad. Các bạn thích video của mình nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận cho bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.